sẽ tăng cao trong dịp hè. Tour dành cho gia đình lên ngôi Hè năm nay, lượng tour mới được các doanh nghiệp tung ra thị trường khá nhiều, tạo thuận lợi cho sự lựa chọn và trải nghiệm của du khách, nhất là khách gia đình có trẻ em đi cùng. Khảo sát của Agoda về xu hướng du lịch gia đình trong năm 2018 cho thấy có đến 35% du khách trên toàn cầu đã có kỳ nghỉ với ông bà, cha mẹ. Các quốc gia châu Á hoàn toàn áp đảo làn sóng du lịch nhiều thế hệ này. Tại Việt Nam. Khảo sát sơ bộ cho thấy khách đi tour hè có đến 50% là khách gia đình, đi từ 3 người chung nhóm. Theo đại diện đơn vị lữ hành Việt năm nay xu hướng du lịch gia đình ba thế hệ tại Việt Nam rất được quan tâm, đề cao giá trị của gia đình truyền thống. Ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện đơn vị TS Tourist, cũng cho biết những đường tour mới cũng tạo điểm nhấn gia tăng sự trải nghiệm dành cho khách hàng tại điểm đến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách theo nhóm khách từ 10 người, thậm chí còn có những tour thiết kế riêng cho nhóm khách gia đình tần suất tham quan chậm hơn vì có thêm trẻ nhỏ và người già. Đây chính là xu hướng du lịch hè năm nay khi du lịch nhóm gia đình dự báo có sự gia tăng đột biến, vì thời điểm từ sau ngày 16 tháng 5 các trường tiểu học và cấp 2 đã thi xong và các gia đình bắt đầu đi chơi xa, ông vẫn nhấn mạnh. Du lịch gặp khó vì hàng không tăng giá. Theo các đơn vị lữ hành, các tour khách chọn nhiều năm nay là các tuyến biển miền Trung, tour Tây Bắc, Phú Quốc, Côn Đảo, tour nước ngoài khách chọn các điểm có giải trí như công viên Tiger Zoo, Thái Lan. Disneyland, Hồng Kông, Everland, Hàn Quốc, Disneyland, Nhật Bản. Tour du lịch chậm dành cho đoàn có người lớn tuổi và trẻ em khách chọn nhiều tuyến Busan, Seoul, Incheon, Incheon, Seoul, Everland, Nabi, Nhật Bản có Osaka, Kobe, Kyoto, Nagoya, Fuji, Tokyo, Disneyland. Trong nước cũng có nhiều điểm đến thu hút du khách như miền cao Tây Bắc, con đường di sản miền Trung nối liền thế giới hang động Quảng Bình, xứ Huế Mộng Mơ, Đà Nẵng, Bà Nà. Hội An. Cái khó hiện nay là giá hàng không ngày càng tăng cao, vì vậy giá tour cũng có xu hướng tăng dần. Hàng không chiếm tỷ lệ chi phí trên 50% giá thành. Do đó, việc điều chỉnh chi phí hàng không tăng một tí là chết một tí, giảm một tí là vui đáng kể. Để giữ khách phải điều tiết lợi nhuận, cân bằng giá tour, xăng tăng, điện tăng, điều hành phí tăng, lương tăng nhưng giá tour đâu có dám tăng. Đại diện một đơn vị lữ hành cho biết, Hiện chỉ có những công ty lớn mới làm công tác khảo sát tua và tung tua mới, vì công ty nhỏ chỉ cần mua lan, ép giá đối tác là ra sản phẩm bán. Việc khảo sát để làm sản phẩm tua mới, cao cấp chỉ có công ty lớn mới đủ chi phí làm. Vị này chia sẻ. Phạm Nguyễn